Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 10 năm 2014, người thân của ông Nguyễn Văn Nghiệp, 35 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, dậy mở cửa đi làm thì thấy ông nằm ngất xỉu trên võng, cổ tay chảy nhiều máu. Con ông Nghiệp là Nguyễn Hữu Nghĩa, 3 tuổi đã chết nằm bên cạnh. Sau đó, người thân của ông Nghiệp đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Người nhà nạn nhân cho biết, chiều hôm trước, ông Nghiệp thấy con trai bị nóng, sốt nên đi ra tiệm thuốc Tây gần nhà mua thuốc về cho con uống. Sau đó, ông Nghiệp cùng con ngủ ở tiệm tạp hóa trên quốc lộ 1A. Đến sáng thì thấy cháu Nghĩa đã chết, còn ông Nghiệp ngất xỉu trong tình trạng mạch máu cổ tay bị cắt. Người dân địa phương cho biết, vợ ông Nghiệp đã bỏ đi khi cháu Nghĩa chưa đầy 2 tháng tuổi. Ông Nghiệp rất thương con. Người dân nhận định, có thể ông Nghiệp cho con uống thuốc quá liều, dẫn đến cháu Nghĩa sốc thuốc mà chết. Khi sự việc xảy ra, ông Nghiệp nghĩ quẩn nên tự tử theo con. Trưa cùng ngày, cán bộ pháp y đã khám nghiệm tử thi cháu Nghĩa để tìm nguyên nhân cái chết. Công an, Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Công an huyện Cái Nước đang điều tra vụ việc.